Rồi, chào các bạn. Thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 thì mình có mặt tại công trình của nhà anh Thạch chị Vi ở bên Bình Tân. Thì hôm nay mình sẽ cúng động thổ. Thì mới có cái giấy phép ngày hôm qua đó. Thì cũng đúng như cái kế hoạch của mình. Thì hôm nay là mình cúng động thổ thì theo cái kế hoạch của mình thì mình sẽ tháo dỡ cái nhà cũ này này. Nhà cũ này thì mình sẽ tháo dỡ trong vòng 2 ngày. Thì khi tháo dỡ xong thì bắt đầu mình tiến hành mình ép cọc và mình thi công luôn. Thì cái ngôi nhà này thì khi mình xin phép thì theo cái quy định mới á thì những cái ngôi nhà mà nó chiều dài nó dưới 16 mét thì mình phải chừa đằng sau 1 mét. Đây các bạn nhìn này. Thì cái ngang của cái nhà này là bề ngang là 8 mét này. Đó. Đó dài 14 mét thì ở đây á là mình phải chừa đằng trước này, khoảng lùi trước này, chừa khoảng gần 1 mét 3 này, 1 mét 29 này. Đó. Và cái chiều dài này thì nó nhỏ hơn 16 mét nên là mình phải chừa đằng sau 1 mét. Thì đây là cái quy định mới của giấy phép. Thì quy định này á, để giúp cho cái việc mà phòng cháy chữa cháy á, nó sẽ dễ hơn. Có nghĩa là nó chừa cái khoảng thông thoáng á, thì mình bắt buộc mình phải chừa ở đằng sau. Đó. Hồi xưa là mình sẽ chừa ở giữa nhà hay là ở đâu đó. Nhưng mà cái quy định mới bây giờ là mình phải chừa ở đằng sau. Thì cái chiều dài nhà này thì nó dưới 16 mét thì mình phải chừa ở đằng sau 1 mét. Đó. Để cho nó thông thoáng. Thì cái ngôi nhà này mình được xây này. Đó. Ngang 8 mét này. Dài này 10 mét là lọt lòng trong đây. Đó. Cái quy mô này. Quy mô mình xây nha. Thì quy mô ở đây mình được xây là một trệt này. Một lầu, hai lầu, ba lầu, bốn lầu và năm lầu. Đó. Cái tầng 5 là cái tầng trên sân thượng á. Đó. Trệt này 1 2 3 4 5 này, đó. Thì ngang 8 mét này, dài 10 mét, đó. Thì mình dự kiến là xây cái ngôi nhà này thì mình xây cũng trong vòng là 5 tháng là mình sẽ hoàn thành. Thì theo cái tiến độ thì hết năm nay là mình cũng xây xong cái căn nhà này, đó. Đó thì hôm nay mình đi động thổ thì mình review cho các bạn xem. Thì mình chờ một xíu nữa thôi. Thì bắt đầu tới giờ thì mình sẽ cúng động thổ. Anh Thạch với chị Vi tới với công ty của mình á thì anh chị cũng nghiên cứu rất là nhiều trên các cái trang mạng cũng như là trên YouTube của mình thì cũng rất là thích. Nên là việc mà cái việc lựa chọn của anh chị cũng rất là dễ dàng. Thì mình gặp anh chị khoảng 2 lần thôi thì anh chị đã ký hợp đồng rồi. Đó. Thì cái ngôi nhà này cũng là một cái ngôi nhà mà anh chị rất là tâm huyết thì cũng dành dụm và cũng mua được cái miếng đất này. Cái ngôi nhà này á, là cái ngôi nhà mà vừa kết hợp ở và kinh doanh luôn. Thì cái tầng trệt lầu 1, lầu 2, lầu 3 thì anh chị dùng để mở công ty may mặc. Đó, còn hai cái lầu trên á, thì kết hợp để trở thành một cái giống như một cái căn hộ luôn á để anh chị ở bên trên luôn. Thì nhà này là thiết kế thang máy luôn. Đó. Thì cái ngôi nhà này được thiết kế như mình vừa nói đó. Một trệt 4 lầu và thêm một cái sân thượng nữa. Đó. Thì ngôi nhà đây, mặt tiền ngang 8 mét đây. Thì ở đây thuộc Bình Tân thì khi mình vô thì đây là đường ô tô thì vô cũng rất là thuận tiện. Đó. Thì mình thiết kế luôn là ô tô là vô đây là chạy thẳng vào trong nhà luôn. Đó các bạn thấy không? Bề ngang 8 mét thì đi nó rất là dễ dàng. Đó. Khu này thì nó được cấp là một trệt 4 lầu và sân thượng. Rồi, quanh khu này thì những nhà nó thấp thấp không à. Thì khi mà ngôi nhà mình xây lên thì chắc là ngôi nhà cao nhất ở khu vực này luôn đó. Hiện trạng của ngôi nhà này đang là cái nhà cũ. Có nghĩa là người ta xây nó mấy chục năm rồi, các bạn thấy nó xuống cấp rồi. Thì sau khi cúng động thổ thì mình phải tiến hành cái công tác tháo dỡ. Thì cái hiện trạng của cái nhà cũ này ấy, là hai bên đã có hai cái ngôi nhà rồi. Một bên là một cái ngôi nhà xây là một trệt hai lầu rồi. Và một bên là cái ngôi nhà xây là một trệt một lầu. Cái việc quan trọng nhất á, trước khi mình tháo dỡ thì đối với công ty của mình là cái việc mà khảo sát cái hiện trạng và đánh giá hai cái nhà hai bên xem cái mức độ của hai nhà nó như thế nào để mình có một cái biện pháp mình xử lý. Thì cái việc mà kiểm tra này sẽ giúp cho chúng ta là thứ nhất là nó tránh cái rủi ro trong cái việc mà khi mà chúng ta tháo dỡ đó, nó có cái nhà cũ nó có vấn đề gì thì mình cũng báo cho chủ nhà người ta biết. Và cái thứ hai nữa là mình cũng xác nhận cái hiện trạng để trong quá trình mình xây dựng á thì có ảnh hưởng tới nhà hàng xóm á, hai nhà hai bên á thì mình sẽ có biện pháp mình xử lý cho họ và mình cũng cam kết cho họ là mình sẽ làm những cái việc đó luôn để cho hai nhà hai bên á khi mình thi công thì họ sẽ yên tâm và họ sẽ biết ai là người chịu trách nhiệm.
xử lý cái nhà cho họ. Khi mà khảo sát nhìn sơ thì mình sẽ thấy là cái tường nhà ấy, thì đây hình như là cái tường, nó là cái tường mượn á, ngôi nhà này này, tường mượn mượn của hai cái ngôi nhà này. Mình thấy là cái nhà nó không có cái tường đó, nó chỉ có gác lên thôi và sơn nước thôi. Và thêm nữa thì đối với những cái nhà mà nó không có, nó bị che như thế này á, là khi mình đập ra rồi á thì hầu như là mình tháo ra thì cái tường đó là cái tường nó chưa có tô đó, thì mình sẽ báo cho họ là họ có cần phải tô tường hay không. Thì nếu mà họ tô thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ tô cho họ đó. Tô nhiều nhà thì họ thích tô và họ thích chống thấm lại để cho cái bức tường nó cứng, nó chắc hơn đó. Thì đây cũng là một cái việc mà rất là quan trọng, và mình cũng nên báo cho chủ nhà hai bên. Thì thường là đối với công ty mình thì hay là một cái biên bản đó, mình khảo sát, mình đánh giá luôn và mình ký xác nhận. Trên đây là mình sẽ quay cho các bạn xem luôn này. Thì thường những cái ngôi nhà hồi xưa á, thì họ xây á, thì họ sẽ xây, họ sẽ đổ cái đè kiềng ở tút ở dưới á, họ sẽ đào sâu xuống dưới, họ đổ cái đè kiềng, bắt đầu họ xây cái tường lên. Thì cái tường gạch á, như mình đang nói là thường á, là nó cái gạch á, nó hay bị hút nước đó. Nếu mà các bạn đã đổ cái đè kiềng tút dưới, các bạn xây gạch lên á, thì lâu ngày á, thì cái gạch nó sẽ bị hút nước, các bạn thấy không, hút nước nó bao dẫn lên. Thì những cái ngôi nhà mà khi mà xây lâu một thời gian nó đều bị mốc như thế này, nó có thấm lên trên nó khoảng 1 mét, thì đây gọi là hiện tượng mao dẫn. À, mao dẫn có nghĩa là cái gạch nó cứ thấm từng viên nó thấm lên, và cái mực mực mà nó thấm thì nó cao khoảng 1 mét, các bạn thấy không, từ dưới lên thì nó tới đây là cái khoảng mà thấm chân tường này đó. Thì qua các nhà cũ các bạn thấy là đây, từ dưới lên này thì thường nó thấm này, nó sẽ mục, nó bục hết này, các bạn thấy không. Thì nó cứ mục lên tới đây thôi. Thì hồi xưa là hầu như á, là nhà người ta xây đều như vậy hết đó. Nên là công ty của mình á, khi mình làm á, thì mình sẽ quyết cái cốt cao độ xong là bắt đầu mình đổ luôn cái sàn bê tông á đó. Và từ cái chỗ cái sàn bê tông đó thì mình mới đọc, mình mới bắt đầu mình mới xây gạch lên. Thì cách làm như vậy thì cái bê tông á, nó sẽ ngăn, nó trở thành một cái lớp ngăn nó thấm, nên là từ cái chỗ mà mình đổ cái sàn bê tông mà mình xây lên ấy, thì nó không bị thấm chân tường nữa đó. Thì cái này là cái các bạn cần lưu ý này, bởi vì thực sự là bây giờ mình cũng đi coi nhiều công trình ấy, thì thấy người ta vẫn xây theo kiểu hồi xưa, là người ta cứ xây lớp đè kiềng tút dưới á, bắt đầu người ta xây tường lên luôn. Nhiều cái nhà đổ sàn trệt, nhưng mà cái lưu ý là họ đổ sàn trệt, họ đổ trong cái sàn nhà thôi à, không có làm một cái sàn trệt mà có cái sàn trệt có hệ đèn nó bao quanh của cái nhà, nó không có, mà họ chỉ đổ trong cái sàn nhà thôi. Thì cái việc đấy thì khi mà làm, bởi vì cái bức tường này bức tường gạch mà, về lâu dài thì bức tường ấy cũng lại bị thấm giống như kiểu như này. Thì đây cũng là một cái các bạn cần phải lưu ý nữa. Đó. Rồi. Rồi mình cũng nhắc thêm với các bạn là đối với việc tháo dỡ này á, thì các bạn nên nên thuê một cái đơn vị họ chuyên tháo dỡ để mà họ làm việc này. Bởi vì các bạn biết những cái nhà cũ á, là hầu như là bị nứt nát, các bạn thấy không? Nứt nát là họ đổ hồi xưa các kết cấu, các cái đè lăng tô ô vuông này này, nó rất là sơ sài, thường là gác lên các cái tường gạch thôi. Mà nếu như là người thợ hồ hoặc là những người mà tháo dỡ không chuyên nghiệp á, thì tháo nó rất nguy hiểm, rất dễ gây mà bị sập, bị đổ á, thì nó thiếu an toàn đó. Bởi vì tại sao mình nhắc cái này, bởi vì mình cũng gặp rất là nhiều chủ nhà á, thì quen biết những người xung quanh á, người ta làm cái việc mà tháo dỡ nhà cũ hay là gì đó mà người ta không chuyên nghiệp á, thì khi mà vì nể nang hay là vì quen biết như thế nào để cho họ tháo, thì nó sẽ xảy ra những vấn đề mà tai nạn hoặc là mất an toàn đó. Thì cái việc đó nó làm cho mình rất là mệt đó. Và cái thứ hai nữa là đối với thành phố Hồ Chí Minh á, thì cái quy định là sao, khi mà các bạn phải có cái giấy phép xây dựng rồi họ mới cho mình tháo dỡ, nên là cái quy định này thì nó cũng đúng thôi. Bởi vì á, tránh những tình trạng mà chúng ta đưa người không chuyên nghiệp á, mà không biết tháo dỡ, vô tháo dỡ nó xảy ra vấn đề gì đó thì rất là mệt cho chủ nhà. Cái này cũng là cái các bạn cần phải lưu ý, bởi vì việc tháo dỡ này ấy, thì nó không có bao nhiêu chi phí hết, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà an toàn đó. Thứ nhất là an toàn cho chính cái công trình, chính những người thợ mà tháo dỡ cái nhà này. Thứ hai nữa là cái việc an toàn cho những nhà xung quanh đó. Nhà xung quanh là những cái nhà ví dụ như nó cũ, nhà cấp 4 hoặc những cái nhà mà xây kết cấu yếu ấy, thì cái việc đấy nó ảnh hưởng tới rất là nhiều đó. Thì mình phải có công ty chuyên nghiệp họ tới tháo dỡ, và họ sẽ đánh giá cái tình trạng của cái ngôi nhà hai bên nó như thế nào, thì họ sẽ đưa ra cái biện pháp họ tháo dỡ đó, làm sao để cho nó an toàn nhất.
Thì mình vừa chia sẻ xong một số cái mà cần phải lưu ý khi mình tiến hành mình tháo dỡ các cái nhà cũ đó. Đó. Thì mình xin kết thúc cái video tại đây và bắt đầu mình tới cái giờ động thổ rồi. Thì các bạn sẽ cùng với mình thì đi cúng động thổ để bắt đầu mình tiến hành mình xây dựng công trình mới tại Tân Phú này. Thì bây giờ mình mới cúng động thổ xong thì trước trước mắt á, là anh cũng rất là cảm ơn Thạch và Vi thì đã chọn công ty Laco để xây dựng cái ngôi nhà cho mình. Thì anh thay mặt công ty thì có một bó hoa thì anh tặng gia đình mình, cũng mong là những điều tốt đẹp. Thứ nhất là đầu xuôi đuôi lọt, có nghĩa là thứ nhất là em chọn công ty Laco thì cũng mong là mình có được một cái ngôi nhà nó chất lượng. Và thứ hai nữa là mọi việc mình làm nó thuận lợi. Rồi, cái thứ hai nữa là đây thì mình có một cái bản thiết kế. Bản thiết kế thì mình đã thiết kế xong rồi. Thì cái bản thiết kế này thì mục đích của mình là để cho chủ nhà coi cái bản thiết kế này để xem mình về mình coi, mình nghiên cứu, mình muốn thay đổi gì thì mình có thể mình vẽ trong đây. Thi công thì các bạn thi công cũng có để sao để mình ghi chú những cái có thể thay đổi trong đây để cuối công trình á, khi mình xong nhà thì anh sẽ vẽ lại cái bản vẽ, gọi là cái bản vẽ hoàn công cuối cùng á, để treo cho nhà mình đó, để mục đích là sau này á, mình có bảo hành bảo trì hoặc sửa chữa nhiều năm về sau mình có cái bản thiết kế trong đây, nó gồm là kiến trúc, kết cấu là sắt thép á, rồi bản vẽ điện, bản vẽ nước, nó có đầy đủ trong đây. Anh thay mặt công ty thì anh cũng rất là cảm ơn hai vợ chồng em trẻ nhưng mà rất là giỏi đã lựa chọn công ty đó. Thì thứ nhất thì khi mà xây nhà thì ai cũng sẽ tìm cho mình một cái công ty nào nó uy tín và mình cảm thấy mình tin tưởng để mình giao hết cho họ, bởi vì xây dựng nhà trọn gói mà mỗi người có một cái công việc, mình làm sao để công việc mình tốt nhất để mình phục vụ khách hàng của mình, giống như công việc của em thế thôi, thì công việc của anh cũng thế, thì anh cũng sinh ra công ty xây dựng Laco để anh phục vụ làm sao cho khách hàng mình cảm thấy là yên tâm và một làm sao để nó chất lượng nhất đó, đó là cái tiêu chí. Thì cái lý do gì mà khi mà em tìm hiểu á mà em lại chọn Laco mà không phải là chọn công ty khác, và em tìm hiểu từ đâu? Là lý do là tìm hiểu là cũng trên YouTube á, thấy anh Tú là quảng cáo hay nói là mà mình thấy chất lượng làm ok cho nên mình tìm ấy. Nói chung là làm kỹ đẹp cho nên là cũng tìm đến anh làm. Thì thường những khách hàng nói á, công ty Laco á, xây dựng thì giá thường nó cao hơn người ta một một ít chứ không bao giờ nó thấp hơn hết. Thì làm sao là em chọn luôn mà em không có đi so sánh giá với công ty này công ty kia. Anh thấy bên em hai vợ chồng ký hợp đồng rất là nhanh. Dạ, bây giờ thấy làm chất lượng kỹ, bao nhiêu là thấy ok là tin tưởng. Đó thì cái này thì mình cũng nói là thường mình làm chất lượng á thì giá nó phải cao hơn người ta một xíu, nó không thể nào nó bằng được. Nên là đối với bản thân mình thế, mình nỗ lực hàng ngày và một năm sau chắc chắn là nó sẽ tốt hơn nữa, bởi vì mình dùng kinh nghiệm của mình, có nghĩa là những vấn đề gì mà nó chưa tốt thì mình sẽ cải tổ cho nó tốt hơn. Và chắc chắn rồi thì những khách hàng nào mà lựa chọn Laco là không bao giờ phải buồn đâu, bởi vì cái mục tiêu cuối cùng của mình á là làm sao để mình cùng giám sát cùng với chủ nhà để làm ra một cái ngôi nhà chất lượng và chủ nhà khi mà xong nhà là rất là hài lòng. Rồi thì mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi và ủng hộ mình, cũng giống như là vợ chồng Thạch với Vi. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng em rất là nhiều.